Xin chào tất cả cô chú anh chị đang xem kênh nha. Thì ngày hôm nay em trở lại tượng Phật Huỳnh Hào để mà cập nhật tình hình tượng của thầy Minh Tuệ. Thì ngày hôm nay là các pho tượng cũng đã lên màu rồi nè cả nhà. Quý chú anh chị thấy giống không? Giống thầy Minh Tuệ không? Từng cái áo nè, rồi cho đến là y của thầy ha. Hôm nay có màu sắc đẹp đẽ rồi ha. Rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đây là cái tượng nhỏ thôi. Tượng này khoảng gọi là này nó cao khoảng Cỡ bao hai găng tay á, hai găng tay hai găng tay à. Ừ, tượng nhỏ thôi, còn tượng tượng to đó là chưa hoàn thành nha cả nhà. Nhìn thấy rất là đẹp ha. Y áo của thầy lên màu đầy đủ rồi nè. Đây là cũng giống như cái pho tượng tượng to đó, nhưng mà dạng này là làm thu nhỏ lại đó cô chú anh chị. Quý vị thấy cái hình bức tượng này giống không cô chú anh chị? Mình thấy rất là giống luôn, nét mặt nè. Rất là giống thầy Tuệ nha. Đây là bức tượng hoàn thành xong rồi nha mọi người. Còn bức tượng 1 mét nữa, chiều nay thì sẽ tô. Còn bức tượng to thì chiều nay sẽ lên màu luôn. Nhưng mà không biết là màu thì có giống cái bức tượng này hay không. Đây là cái Y áo nè. vẻ mặt của sư Minh Tuệ lúc nào cũng hoan hỷ vui vẻ nha mọi người. Cười tươi. Đó. Rất là giống ở ngoài đời thật luôn nha anh chị nha. Hôm Đó. bữa hôm bữa mình quay chia sẻ thì cô chú anh chị nói là cái nhìn cái gương mặt thì nó chưa giống lắm, nhưng mà hôm nay lên màu thấy giống ha. Giống không anh Giống cái này là Minh? cái theo như là cái tấm hình đầu tiên mà sư Minh Tuệ đi bộ hành đó mọi người, là lúc đó là lúc ban đầu luôn đó, nhìn mọi người thấy là rất là giống nè Chắc là giống ha, luôn ha. không Quá anh đẹp chị luôn hả? quan sát kỹ nữa ha. Đây. Tượng thì không thể nào giống 100%, nhưng con này giống khoảng 99% nha mọi người. Anh chị cảm nhận như thế nào có thể bình luận dưới cái video clip. Từ cái vẻ mặt rất là mình thấy là vẻ mặt rất là giống anh chị Giống không? Tượng này ha, 60 không ta? từ cặp mắt nè mọi người, 60 cm không? Tầm đó. Cái đó hả? Hơn hai găng tay, tầm đang 5-60 cm. thì tượng này là làm bằng đất sét nha mọi người, đất sét. Không, hiện tại là bằng khi mà làm hoàn thành xong là bằng composite rồi. Đây là rất là nhẹ luôn nè. Đó, mình cầm lên vậy nè. Đâu anh Hào đâu rồi ta? Do anh Hào chủ chia sẻ coi là cái tượng này bây giờ là cái giá là bao nhiêu. Thì rất là nhiều cô chú chị hỏi là giá tiền của nó đúng không? Đúng rồi. Em chào anh nha. Dạ em chào tất cả anh và tất cả mọi người đã xem kênh YouTube. Đây là anh Quỳnh Hào đó cả nhà. Thì đây là cái tượng loại cái này là tượng kích cỡ nhỏ đúng không anh? Dạ hiện tại xưởng đang cho ra tượng kích cỡ 40 cm, 40 là kích xăng. cỡ trung bình, còn kích cỡ nhỏ là 25 cm, còn kích cỡ lớn là 1 mét. Cái này là bao nhiêu xăng? Hiện tại bức này là 40 cm. 40 xăng à. Dạ, có thể mọi người thấy là cái găng tay Chất liệu của mình là sao anh? chất liệu là composite ạ. Composite. Dạ. Thì cái này là nó nặng khoảng bao nhiêu ký? Này trung bình nặng 3 kg. Nặng 3 ký ha. Rất là nhiều người hỏi là cái giá tiền á, ví dụ như người ta muốn thỉnh cái tượng này là khoảng bao nhiêu tiền vậy anh? Bức này tại xưởng đang cho ra là 1,5 triệu một bức ạ. 1,5 triệu một bức nha cả nhà. Còn bức cao 25 cm là 800 ngàn. Cao 25 cm là 800 ngàn. Cái này là 1,5 triệu nè Đây cả mức nhà. 25 cm nha. Anh lấy ra cho mọi người coi luôn nha. Bức này hiện tại đang đang trong quá trình vẽ thôi. Đang trong quá trình vẽ luôn nè. 25 cm. 25 cm. Còn cái tượng tượng to này như kiểu như gấp đôi nè. Gấp đôi lên luôn có 50 cm ha. Này là 40 cm thôi, 40 cm rồi. mười to lắm, mười lên tới đây. Này thì cái mẫu nó cũng giống như giống nhau, Đúng rồi. nhưng mà Cái độ nét thì cái này nó nhìn nó vừa hơn, cái này thì nhìn có thể nó
nó hơi ít rõ nét hơn chút, nhưng mà nó vẫn nhìn được. Còn cái loại to thì 1 mét đó là nó bao nhiêu anh? 1 mét hiện tại là 9 triệu. 9 triệu một cái 1 mét. Dạ. Nhưng mà chiều ngày hôm nay thì chừng nào mình mới lên màu cái bức tượng đó? Tượng nó tầm 2 giờ chiều mới lên màu được. 2 giờ chiều hôm nay luôn ha. Dạ. Thế cô chú anh chị là có nhu cầu có muốn thỉnh tượng thì có thể liên hệ với số của anh Quỳnh Hào nha. Anh đọc số điện thoại của mình lại, có rất là nhiều người muốn gọi anh á. Dạ, hiện tại số xưởng đang xài là 097 1515 711. Dạ, xin mời mọi người có yêu cầu thỉnh tượng liên hệ cho. Cô chú anh chị nói rằng là điện thì có nhiều khi là khó không gặp anh, hay là máy bận gì đó. Dạ, những lúc có nhiều gọi là cô đang nghe máy của người khác á. Ừ. Chưa nghe điện lại được. Cái gì kết bạn Zalo ha. Dạ. Ở đây mình thấy có cái tượng nhỏ đó nè. Tượng mini đó. Mà in thử coi thử sao là nó không được rõ lắm. Nó không rõ lắm. Nên mình chỉ in một tượng duy nhất thôi. Ừ. Nên coi xem là kinh nghiệm đó. Cái nhỏ này anh làm bằng chất liệu gì vậy anh Hà? Composite hết. À, composite. Cả đều là composite hết. Làm mẫu thì bằng đất sét, nhưng mà sau này ra hình tượng là làm bằng composite. Dạ, hết. Ở đây là composite hết. Ừ, composite hết. Ngoài composite là có người bị nên đặt tượng đồng á. À. Đổ đồng cho. Đổ đồng luôn được ha. Cái màu áo này, y áo này nè là giống nhau hết hay là như thế nào? Hay là mình có thay đổi theo nhu cầu của khách hàng được không? Có thể. Tại thầy là từ lúc biết thầy tới giờ là cũng thầy cũng mặc hình như là ba y đúng rồi, ba sắc độ màu. Là đợt trước là màu tông chủ là màu trắng, còn cái đợt thứ hai là cái tông chủ là màu xám, màu xanh đậm. Cái này là bộ đồ hiện tại của thầy đang mặc là tông hơi xám hơn chút, là cam với đỏ hơi xám hơn chút. Cái màu này, áo này của thầy thì là có thể thay đổi theo nhu cầu của khách hàng được nha cô chú anh chị. Cái này là anh cũng nhìn theo hình để mà anh lên màu áo hay sao anh? Hiện tại mình đang lên màu áo của thầy đang mặc hiện tại luôn. Cho người ta có cảm là thầy giống thầy nhiều nhất. Đúng rồi. Cái màu này là màu thầy đang mặc hiện tại luôn nha cả nhà. Còn mà cô chú anh chị nào mà nếu mà muốn chọn một cái màu khác thì có thể gửi hình cho anh để anh lên màu đúng không anh? Dạ, ok. Để em xin phép nghe điện thoại. Ok. Thì cô chú anh chị... chúng ta có thể là nghe anh Quỳnh Hào anh chia sẻ rồi đó. Cái này là 1,5 triệu cái nha cả nhà. À, cái tượng mà 40cm đó. Tượng đứng nè, đây là tượng đứng nè. Ừ, tượng đứng thôi. Cũng có tượng ngồi nữa. Ừ, tượng ngồi nữa. Tượng ngồi anh Quỳnh Hào anh đang làm á. Cái này là 1,5 triệu. Một bức tượng thầy Minh Tuệ đứng như thế này nha, cô chú anh chị. Đó, còn cái nhỏ này thì chỉ có 20cm thôi. À, thì không biết rằng là em thì em thấy là cái tượng 40 xăng này thì nó vừa hơn ha. Còn cái này 20 xăng này hình như là nó hơi nhỏ đó cả nhà. Cái này 20 xăng hả? Ừ, 20 xăng là hình như nó hơi nhỏ. Cái này 20 xăng thì nhỏ. Ừ. Có cái này rất là cái vừa này, cái luôn. Này mình để nhà bàn làm việc được nè. Ừ. Cái bàn làm việc văn phòng mình đó. Đúng rồi, cái này là để nhà bàn làm việc được. Không gọn ha. 20 xăng này là cái vừa để bàn làm việc. Còn đó. Cái này thì mình trưng ở phòng khách được nè. Ừ. Nó mình thỉnh mình thờ trưng ở phòng khách. Đẹp. Từng chi tiết luôn nè. Đó, cô chú anh chị thấy giống không? Bàn chân của thầy nè. Cực kỳ giống không? Ừ. Áo nè, túi nè. Rất giống nha cả nhà. Mình thấy rất là tuyệt vời luôn đó. Đó, cô chú anh chị nào thấy nếu giống là để lại bình luận cho mọi người biết ha. Chiều nay thì cái bức tượng to thì mới lên màu nha cả nhà. Đó, còn cái màu áo này thì như anh Quỳnh Hào anh chia sẻ là màu áo thầy đang mặc luôn, màu y thầy đang mặc đó cả nhà. Anh cũng có xem đó, màu y thầy đang mặc. Còn cái tượng trên này là tượng nhỏ, một cái tượng nhỏ nữa mà cái này là anh đúc ra rất là nhỏ xí à.
nhưng mà nhìn không có rõ như cô chú chị. Quý vị thấy đẹp không cả nhà? Cho để lại bình luận nha. Còn cái tượng to á, thì chiều nay anh Quỳnh Hào anh mới lên màu, thì em cũng sẽ ở đây để mà cập nhật tình hình lúc mà anh tô tượng, cái quá trình anh tô tượng như thế nào để mà gửi đến cho cô chú anh chị chúng ta xem ha. Rồi quý vị khán giả nào mà cô chú anh chị nào có nhu cầu thỉnh tượng của thầy thì có thể liên hệ cái số điện thoại của anh Quỳnh Hào trực tiếp, nhắn tin qua Zalo. Tại bữa giờ khi mà em chia sẻ cái tượng của thầy cũng rất là nhiều quý vị khán giả xin số điện thoại của anh. Có nhiều người gọi được, người thì không, thì anh lúc anh đang bận đó cả nhà. Mình có thể kết bạn qua Zalo nha. Cơ sở của anh thì ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh nha cả nhà. Rồi xin cảm ơn quý vị rất là nhiều, hẹn gặp lại quý vị trong video sau nha. Em ở đây để mà cập nhật tình hình cho cô chú anh chị lúc mà anh tu tiếp tượng to hơn nha cả nhà. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, mong rằng quý vị khán giả ủng hộ kênh thì đăng ký, like cũng như là chia sẻ nếu có thể nha cô chú anh chị. Còn cô chú anh chị nào mà mình không có thể chia sẻ thì xem, like, đăng ký kênh là cũng như là cũng một động lực để giúp cho kênh có thể phát triển hơn rồi. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay Thanh Quyền xin phép được quảng cáo hai cái sản phẩm mà Thanh Quyền đang bán trên nền tảng mạng xã hội. Sản phẩm đầu tiên đó chính là một sản phẩm vô cùng quen thuộc, đó chính là mật ong rừng nguyên chất 100% thiên nhiên, xuất xứ từ rừng tràm U Minh Cà Mau nha cô chú anh chị, bảo đảm 100% nguyên chất. 1 lít là 1,5 triệu, một chai như vậy là nửa lít là 750.000 miễn phí ship. Còn đây chính là một sản phẩm đặc sản của quê hương Cà Mau do chính tay mẹ của em làm luôn cả nhà. Đó chính là tôm sẻ, con hay gọi, người ta còn gọi là tôm lụi đó cả nhà. Nhiều quý vị khán giả hỏi con tôm sẻ là gì? Là con tôm nguyên con đó, mình sẽ ra mình phơi khô, rồi trong đó có ốp một chút tiêu, một chút ớt để tăng thêm cái hương vị. Đây là một bịch nửa ký nha cả nhà. Một bịch nửa ký, nửa ký là 800.000, một ký là 1,6 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu sử dụng đó thì ủng hộ Thanh Nguyên qua cái số điện thoại em đang ghi trên màn hình 0395652797. Đây là mật ong rừng nguyên chất nha. Đây đó chính là tôm lụi, tôm sẻ. Xin mời tất cả cô chú anh chị chốt đơn.